Hà Nội đẹp, một nét đẹp trầm tư và cũng rất sâu lắng. Cảnh đẹp Hà Nội từ bao đời luôn có sức cuốn hút mạnh mẽ. Hồ Tây, Nhà hát lớn, Hồ Gươm, Văn miếu Quốc Tử Giám hay khu phố cổ với những ngôi nhà mang đậm kiến trúc Pháp, những phố dài tấp nập, những cửa hàng nhỏ san sát, những dấu ấn lịch sử của một thời muôn năm cũ đã là nguồn cảm hứng, là đề tài của biết bao nhiêu thế hệ nghệ sĩ với các tác phẩm nghệ thuật. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội mà cũng như những cái người mà như thế hệ của tôi ấy, thì con người như phong cảnh Hà Nội thì nó ghi rất là sâu đậm ở trong đó, và cũng có những cái điểm là đến bây giờ thì hàng ngày mình chứng kiến cái sự thay đổi của Hà Nội. Chính vì thế mình mới nung nấu là mình muốn giữ lại cái hình ảnh của Hà Nội như thế nào. Mà cái hình ảnh của Hà Nội nó không chỉ nằm ở trên các cái con phố hay là những mái nhà, mà nó là cả những cái nếp sống, những cái con người, những cái cử chỉ sinh hoạt, kể cả cái vận dụng, các cái vật dụng của cái người Hà Nội đã dùng. Thì đấy là một trong những cái đề tài mà tôi cũng như rất nhiều những nghệ sĩ mà sinh ra ở đây là cũng đều muốn là giữ. Ông Tuân tự nhận mình chỉ là một người làm việc cẩn mẫn, và trong quá trình cặm cụi ấy, ông đã nảy ra rất nhiều phát kiến, những ứng dụng hiệu quả để biểu hiện cho cảm xúc trên chất liệu khuôn mẫu như sơn mài. Sơn mài là chất liệu truyền thống A Đông với nét riêng biệt. Sơn mài đã giúp cho họa sĩ Trịnh Tuân có được những khác biệt trong ngôn ngữ tạo hình. Với cái kỹ thuật để mà làm trên sơn mài là cái lớp nọ nó phủ lên trên cái lớp kia, và chúng ta vẽ rất nhiều lớp lên, thì đôi khi những cái lớp đầu tiên chúng ta vẽ, chúng ta tạo nên thì với một cái thời gian có khi là chúng ta không tính toán được, không tính được cái hiệu quả cuối cùng nó ra là làm sao. Chúng ta chỉ có nhìn thấy là cái kết quả của nó khi chúng tôi kết thúc công việc. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là đôi khi nó mang lại cho người vẽ, người làm cái chất liệu sơn mài này một cái sự thú vị là lúc nào cũng luôn luôn khám phá nó, và đôi khi đợi chờ một cái kết quả mà nó ra một cách bất ngờ mà chúng ta không thể tính toán được. Đó. Nếu những cái chất liệu khác thì thời tiết thì không là nó không ảnh hưởng một tí nào. Thế nhưng mà vẽ sơn mài thì chúng tôi luôn luôn phải nhìn thời tiết, bởi vì cái chất liệu sơn này nó chỉ khô trong những cái độ ẩm. Thế và khi những cái mùa hè hoặc những thời tiết mà nó quá khô thì chúng tôi không thể làm được. Hoặc là có thể làm nhưng mà nó kéo dài. Nhưng mà trung bình trong một bức tranh thì chúng tôi thường cần 2 tháng để kết thúc một bức. Với chất liệu sơn mài, những chi tiết trang trí lấp lánh, ngôn ngữ tạo hình mạch lạc, đơn giản nhưng cũng rất hiện đại, họa sĩ Trịnh Tuân đã thổi một luồng sinh khí mới cho tranh sơn mài truyền thống Việt Nam. Xưởng vẽ ở 17 Lý Quốc Sư, Hà Nội của ông hiện là nơi sáng tác, cũng là nơi hai vợ chồng ông gặp gỡ, giao lưu với những người đam mê nghệ thuật trong và ngoài nước về tranh sơn mài. Hơn 20 năm trước, lần đầu tiên khi nhìn thấy tranh của Tuân, tôi đã thích chúng ngay lập tức, vì trong đó là những cảm xúc rất mạnh mẽ về tình yêu, về nỗi buồn, về sự khao khát, hạnh phúc và về việc làm thế nào để chúng ta có thể là một phần của thế giới này. Những cảm xúc như vậy đã tồn tại hàng ngàn năm, và tôi hy vọng các tác phẩm của Tuân cũng sẽ tồn tại hàng ngàn năm về sau. Nhiều họa sĩ trẻ nói rằng ngôn ngữ tranh của Trịnh Tuân rất hiện đại, không dễ dàng cảm nhận. Nhưng với những người đã trải qua một thời đạn bom, thời bao cấp gian khó, thì chính những lớp lang của cuộc sống ở Hà Nội qua các giai đoạn đã tạo nên sắc màu riêng cho các bức tranh của ông, đặc biệt là những tác phẩm về Hà Nội. Thường thì tôi làm thì tôi cứ thả những cái cảm xúc của mình nó trôi nổi, và dựa trên những cảm xúc đấy và tôi tạo ra những cái tác phẩm. Bản thân những tác phẩm đấy nó cũng là những cái mà đôi khi đã ập đến. Tôi không phải cố gắng hiểu về Hà Nội như thế nào,
Điểm thứ hai là cái chất liệu sơn mài nó cho mình một cái sự phóng túng và một cái sự ngẫu hứng. Nên là khi tôi bắt tay và tôi làm thì tôi cứ ngồi trước cái tấm vóc hoặc là trước những cái bức tranh mình định làm, những cái mình chuẩn bị cho, và mình cứ để cảm xúc nó ùa ra. Chính vì như vậy mà rất nhiều những cái tác phẩm mà nó có những cái dấu ấn khác nhau nó ra đời. Đây là một cái bộ sưu tập mà tôi đã vẽ trong vòng 7 năm. Và đây là những tác phẩm mà tôi tâm đắc nhất và tôi mang ra bày. Tất cả những cái bức tôi vẽ về Hà Nội cái đợt đó là tôi vẽ về hoàn toàn là phong cảnh. Bởi vì hàng ngày tôi thấy là cái sự thay đổi của Hà Nội nhanh chóng lắm. Và sự thay đổi nào nó đôi khi làm chúng ta hơi buồn. Rất nhiều những tiêu chuẩn sống nó cao lên, nhưng đồng thời chúng ta đã phá đi những cái giá trị truyền thống hoặc những cái giá trị mà văn hóa mà nó phải có thời gian thì nó mới kiểm chứng được. Chính vì vậy mà cái bộ sưu tập này tôi tập trung và tôi vẽ những cái nếp nhà Hà Nội, những cái phong cảnh. Những cái đó thực ra bây giờ không còn nhiều. Tôi muốn giữ lại những cái điều đó cho các bạn trẻ, cho những thế hệ sau này, cũng như là những người Việt Nam hay là những người nước ngoài họ đến đây, họ hiểu Hà Nội không phải qua những cái bức ảnh như là những bức ảnh tư liệu, mà họ hiểu về Hà Nội qua những bức tranh sơn mài. Những giá trị văn hóa được đúc kết từ hàng ngàn đời đã tạo nên diện mạo của Hà Nội ngày hôm nay. Nét đẹp thăng trầm của thời gian, không gian của con người Hà Nội luôn là những nguồn cảm hứng bất tận và đầy quyến rũ đối với nghệ sĩ